Hello bạn nha, hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe hiện tại nha các bạn. Và hôm nay mình đồng hành với hình như là Thu Hiền kìa. Ở Thu Hiền sẽ cập nhật cho các bạn mình ha, giá xe hiện tại nè và các cái màu sơn của xe luôn. Hôm nay là mình nhìn thấy là còn rất là nhiều màu mới nha các bạn, mới lên luôn. Rồi chào Thu Hiền. Dạ. Chào anh. Thì xin chào cả nhà nha. Đầu năm mới 2024 thì là kiếm thức cả nhà sức khỏe, bình an may mắn, kiếm thật nhiều tiền đến nhà Thu Hiền mua xe ha. Rồi ok em, và giá dạ. Giá xe thì hiện tại nào anh? Gaider Sachi Sonic đầu tiên đi em. Dạ, được nhiều người hỏi đúng không? Ừ. Hôm nay Hiền sẽ quay dòng xe Tecon nhập khẩu tại cửa hàng Hiền. Bán rất là chạy luôn đó cả nhà. Và giá xe cũng rất là mềm ha, phù hợp mọi người để đường điều xe ha. Đức kế Hiền đây thì em này đang là Rider bên Hiền này. Rất là đẹp luôn. Giới thiệu Rider trước đi. Dạ, màu này bên Hiền sơn 3D lên đó cả nhà. Ê, 150 này. Rồi, Rider này. Màu này còn là màu xám cộng với lại tem cam đen. Đen. Dạ. Không cả về nó là xám cam đen đó cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn mua xe này á không đủ tài chính thì bên Hiền có bán cả góp luôn. Xe này thì trả trước cho Hiền từ 5 triệu căn cước công dân gắn chip nha cả nhà. Cả nhà muốn mua xe này mà không thích cái đèn xi nhan á thì bên cửa hàng Hiền có tích hợp vào cho mình tại cửa hàng luôn. Dòng xe này thì bên cửa hàng Hiền là bảo hành toàn quốc cho cả nhà ha. Ví dụ như cả nhà mình ở xa không vào để mua xe được, bên Hiền có hỗ trợ ship xe tận nơi nhà. Với điều kiện là mua tiền mặt nha cả nhà. Tại vì mua góp là phải đến cửa hàng Hiền một lần để lên hồ sơ. Sau giấy tờ này ký các kiểu thì bên Hiền có ship về tận nơi nhà cho mình, chỉ lên một lần duy nhất thôi. Dạ. Mua góp thì cần có căn cước công dân gắn chip cho Hiền được rồi. Còn nếu tiền mặt ở xa thì gửi thông tin qua Zalo cho Hiền là được nha. Đấy, các bạn mọi thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp qua số trên màn hình đó các bạn. Dạ. dòng xe này thì nếu mà màu sơn luôn bên Hiền đang bán là mức giá là 44.500.000. Mua góp thì gặp Hiền trực tiếp Hiền á thì được hỗ trợ 2 triệu nhé. 2 triệu là bằng 42.500.000 các bạn nha. Wow. Rồi tiếp tục em, còn những cái màu qua, còn lại nè, rất là nhiều màu phía sau các bạn. Có cái màu này là màu iPhone 14 này cả nhà. Màu này thì bên Hiền á bán nhiều lắm cả nhà. Màu này xe hầu như xe nào lên á thì màu xe của Rider màu sơn luôn á thì giá xe đều bằng nhau, cả nhà tha hồ lựa chọn. Đây em màu đỏ, cái đi đẹp đẹp cả nhà. Màu jean thì giá nó mềm hơn. Dạ đúng rồi, màu jean thì nó rẻ hơn 2 triệu cả nhà. Tùy màu rồi nhé cả nhà, màu jean thì tùy màu nữa. Màu sơn này thì bên Hiền có bảo hành nha. Ví dụ như trong những cái bảng màu đấy Hiền quay á, thì cả nhà không thích màu nào, có lý tưởng màu khác á, thì cứ gửi qua cho Hiền, Hiền sẽ sơn màu theo yêu cầu. Hoặc là những ví dụ như cả nhà thích cái màu sơn này, thích cái, nhưng mà không thích tem này á, thì Hiền sẽ thiết kế riêng cho cả nhà luôn. Nếu mà cả nhà ở xa muốn sơn trước, đặt cọc trước cho Hiền, Hiền sẽ sơn rồi đến khi mình lên mua xe thì mình chỉ có hốt xe về nữa thôi. Đó. Rồi kế tiếp là em sa chia nha cả nhà. Đây, sa chia mâm đỏ, xe đỏ mâm đỏ luôn này, rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà mình có thích màu này không? Màu này và màu xanh lục bào về sa chia, màu này với màu xanh lục bào là màu phổ biến nhất ở cửa hàng Hiền, là bán chạy nhất luôn á. Sa chia này bên Hiền đang bán ở giá rất là mềm luôn á cả nhà, chỉ có là 46 triệu thôi, giá xe rẻ hơn trong Tết là 2 triệu đó cả nhà. Đó, rẻ hơn trong Tết 2 triệu. Khi mua xe gặp Hiền sẽ hỗ trợ là giảm 2 triệu nữa cả nhà. Đó. Với dòng xe Sachi cả nhà mà không đủ tài chính thì bên Hiền có bán trả góp nha. Trả góp thì chỉ cần trả trước cho Hiền 6 triệu căn cước công dân gắn chip là được rồi. Đó. Màu xanh này cả nhà. Màu xanh, màu đỏ, màu tím. Nói chung là những cái màu 3D ở bên Hiền rất là phổ biến luôn, tại vì được nhiều người hỏi á, nhiều người quan tâm, nhiều người mua nên là hầu như là bên Hiền trưng diện đây là màu sơn 3D. Nếu cả nhà không thích màu sơn thì bên Hiền có bán là màu jean nhé. Màu jean thì đang ở dưới kho cả nhà, không có ở trưng diện lên đây nhưng mà luôn luôn có nha. Đó, màu này là màu tím này cả nhà, rất là đẹp ha. Màu đỏ, màu trắng hồng này cả nhà, màu này cũng bán rất là chạy luôn. Rồi màu trắng cam cũng giống như nhau nhưng mà khác cái màu cam với màu tím thôi. Đó. Rồi, cái màu này là màu tím iPhone 14 này cả nhà. Màu tím xám tím, xin lỗi cả nhà, màu này màu xám tím. Màu này màu những màu hào quang á, bán cực kỳ chạy luôn. Làm mấy lần mua luôn cả nhà. Các bạn mình thường gọi là màu tím titan ấy. Rồi, có anh xe anh ở Hà Nội cọc cái xe này thì chuẩn bị ráp để ship cho anh. Ngày mai là ship cho anh này. Đó. Đấy, rất là tin tưởng luôn. Cách đây ít hôm anh có anh ở nước ngoài, anh nói là anh tên Giang ở Nghệ An, vừa xem video này luôn á, mua cái xe Sonic màu đỏ,
anh ở nước ngoài nhưng mà anh nhờ người nhà mua, cũng rất là tin tưởng cửa hàng Hiền, xem video là gửi về. Qua video này Hiền cảm ơn anh Danh nhiều nha, chắc anh cũng đã không thêm một cái giỏi Hiền á. Rồi đây mình cập nhật Sony này các bạn. Xe bán rất là mạnh nhất tại cửa hàng Hiền là dòng xe này luôn đó cả nhà. Giá xe cũng rất là mềm luôn, mềm hơn đợt trước rất là nhiều. Đợt trước nó rơi vào 6 mấy luôn á, mà đợt này của Hiền là rất là rẻ luôn. Em đây là trắng đỏ zin, màu này thì được nhiều người hỏi này, màu zin nhưng mà được nhiều người hỏi luôn á. Thì giá xe này bên Hiền đang bán mức giá là 48 triệu ở cả nhà, 48 triệu ha. Có lên một ít phụ kiện đồ chơi đây, rất là đẹp, nó từ Sonic luôn này cả nhà. Đó, rất là đẹp ha. Khi cả nhà mà mua xe lắp phụ kiện đồ chơi á, gặp Hiền thì sẽ hỗ trợ giảm cho mình là 50% này. Rồi khi cả nhà muốn lên như thế nào lý tưởng thì Hiền sẽ lên trước cho mình để mình đến tham khảo cho nó dễ ha. Ngoài màu này ra thì bên Hiền có rất là nhiều màu khác này cả nhà theo Hiền nha. Rồi đây màu sơn này luôn á, màu sơn luôn thì bên Hiền đang bán ở mức giá là 50 triệu 500 đó cả nhà. Giá bao gồm màu sơn là 50 triệu 500 nha. Đây rất là nhiều màu, màu đỏ này, màu xanh này, màu iPhone 14 này, màu xanh đậm này, đó bằng giá nhau nha cả nhà. Rồi màu tím titan này, màu trắng này nó đẹp, màu xám, xám xi măng. Các bạn nào fan Sonic cũng như là Guider Sachi mình like mạnh các bạn ơi. Dạ. Và mình nhanh liên hệ mình mua xe trong cái dịp này nha. Xanh xi măng này cả nhà. Đó, rất là đẹp ha, màu xanh này được nhiều người hỏi lắm luôn ấy. Xanh xi măng. Dạ. Thí dụ như mà cả nhà không thích mâm này, mà thích mâm đen thì Hiền mình trở về mâm đen cho cả nhà nhé, yên tâm. Hoặc là sơn màu xanh luôn cùng xe thì bên Hiền có làm luôn nha cả nhà. Những cái dòng xe Sonic này trả trước cho Hiền từ 7 triệu trở lên nếu mà mua góp. Còn căn cước công dân là mua được xe rồi. Ví dụ như cả nhà mua xem video này chưa có lý tưởng mua xe thì cứ rất nhiều người thân Hiền sẽ gửi tiền cà phê riêng cho cả nhà ha. Để biết thông tin chi tiết cửa hàng Hiền như thế nào thì mời cả nhà chat với Hiền qua số điện thoại em bị có ghi trên màn hình á. Đó là số chính chủ của Hiền luôn và Hiền có Zalo luôn để Hiền gửi tiền mình đi khỏi bị lạc á. Ngoài những dòng xe này ra thì bên Hiền còn bán rất là nhiều dòng xe khác như là E-Center 150, 155, Wunner. Muốn Hiền qua xe nào thì cả nhà để rất bình luận. Video sau Hiền sẽ qua xe đó cho cả nhà tham khảo nha. Rồi Hiền xin chào và hẹn gặp lại cả nhà một ngày gần nhất tại cửa hàng Hiền nha. Bye bye.